Thưa quý vị, yếu sinh lý là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với nam giới. Tình trạng này ngày càng trở nên phổ biến. Đáng nói hơn là tình trạng yếu sinh lý ở đàn ông Việt Nam đang có chiều hướng gia tăng đáng kể trong những năm gần đây. Do đó, việc tìm ra một phương pháp, sản phẩm điều trị an toàn mà phù hợp là điều mà nam giới quan tâm. Phóng sự sau đây của chúng tôi sẽ làm rõ hơn về vấn đề này. Những năm gần đây, bệnh suy giảm chức năng sinh lý là bệnh có tính xã hội. Số liệu thống kê cho thấy, trên thế giới có tới 152 triệu nạn nhân yếu sinh lý và sẽ tăng lên 322 triệu người vào năm 2025. Khi bước sang tuổi 40, cơ thể sản sinh nội tiết tố nam testosterone giảm dần, bắt đầu quá trình mãn dục làm giảm phong độ của quý ông. Đây là hệ quả tất yếu của quá trình lão hóa tự nhiên mà đàn ông trên 40 tuổi phải đối mặt, như giảm ham muốn, rối loạn chức năng sinh lý, cơ thể mệt mỏi, uể oải, kém tập trung. Yếu sinh lý bây giờ thì phải nói là cũng là cái chuyện rất là phổ biến ở nam giới, đặc biệt là trong cái thời sống hiện đại, công việc áp lực, rồi là anh em thì uống rượu, uống bia, thuốc lá rất là nhiều, cho nên cái khả năng và tỷ lệ phần trăm yếu sinh lý thì đối với lứa tuổi trẻ thì ngày càng gia tăng. Cái sản phẩm Vavaret Power One Hour này thì tôi thấy rằng đây là cái sản phẩm mới, thì cũng đã được nhiều người thông tìm thấy những trên thị trường và đã dùng sản phẩm này. Cá nhân tôi thì thấy rằng cái sản phẩm này là rất là nhiều cái bà đấng mày râu quan tâm và đã dùng và đã chia sẻ trên mạng xã hội, là thông tin là rất là tốt. Sản phẩm này đặc tính là những cái đặc tính sinh học rất là thân thiện với lại cơ thể con người, từ chiết xuất từ những cái động vật hoặc những cây cỏ có tự nhiên, và cho nên là rất là thân thiện và có thể là dễ hấp thụ đối với cơ thể con người và đặc biệt là ít độc hại. Do tính chất công việc, anh Hiếu hay đi công tác và gặp gỡ khách hàng, cộng với việc thường xuyên tiếp xúc với rượu bia, anh Hiếu phát hiện mình mắc bệnh yếu sinh lý cách đây 1 năm. Điều này đã ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống cũng như hạnh phúc của gia đình anh. Nói chung là lúc đầu thì tôi thấy tình trạng yếu sinh lý tôi thì cũng đi bệnh viện, bác sĩ để khám, để điều trị. Nhưng trong quá trình điều trị thì bác sĩ có quen với một người bạn giới thiệu tôi dùng là Quen Quẹt 1 giờ. Thì trong quá trình thời gian ngắn, thời gian đầu tôi có sử dụng thì tôi thấy cái tình trạng yếu sinh lý của tôi được cải thiện. Thì tôi tiếp tục sử dụng cái Quen Quẹt 1 giờ trong thời gian dài thì cái tình trạng yếu sinh lý của tôi nó được cải thiện và tốt hơn, và cuộc sống vợ chồng của tôi thì hạnh phúc nhiều hơn. Với mong muốn đem đến cho người tiêu dùng sản phẩm chất lượng, hỗ trợ điều trị sinh lý, tăng cường sức khỏe ở nam giới, sản phẩm Velvet Power One Hour của công ty trách nhiệm hữu hạn New Zealand Dairies là dòng thực phẩm tăng cường sinh lý đầu tiên tại Việt Nam, được chiết xuất từ nhung hươu nhập khẩu trực tiếp từ New Zealand, được cấu tạo từ các thành phần chiết xuất như bạch tật lê, cao khô dâm dương hoắc, chiết xuất ngài đực, nhung hươu. Các loại thảo dược này được bào chế bằng công nghệ cao, loại bỏ triệt để những tạp chất, giữ lại những chất tinh túy nhất từ cây thuốc quý, giúp hỗ trợ tăng cường sinh lý, bổ thận, tráng dương, bổ khí, ích tinh, tăng cường nội tiết tố testosterone, làm tăng ham muốn và cải thiện chức năng sinh lý cho nam giới. Do những công dụng hữu ích mà Velvet Power One Hour mang lại, hiện nay sản phẩm đã được phân bố rộng rãi trên thị trường, được người tiêu dùng tin tưởng và lựa chọn. Vợ chồng tôi đã cưới nhau hơn được 5-6 năm rồi, nhưng mà tình cảm vợ chồng thì cũng được, nhưng mà về vấn đề chẩn đoán thì tôi chưa ưng ý lắm, chưa hài lòng lắm. Dạo gần đây tôi có một người bạn giới thiệu tôi về beo bẹt 1 giờ, tôi có mua thử cho ông xã dùng, thì uống thì uống ổn, rất ổn. Hôm nay tôi quay lại đây tôi mua thêm một hộp nữa để cho ông xã dùng. Để có thể mang đến cho người bệnh những sản phẩm tốt nhất, công ty trách nhiệm hữu hạn New Zealand Dairies luôn khắt khe lựa chọn những loại thảo dược cũng như trong khâu sơ chế, bào chế và bảo quản. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Velvet Power One Hour được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, đạt chuẩn GMP của y tế. Sản phẩm Velvet Powder One Hour của công ty New Zealand Direct là một sản phẩm được sử dụng công nghệ mới với nguyên liệu nhập khẩu. Đấy là sử dụng sừng hươu tươi nhập khẩu từ New Zealand về để mà tạo ra sản phẩm này. Chúng tôi rất tự hào vì là sản phẩm đã được rất nhiều người tiêu dùng sử dụng và đã có những comment rất là tốt cho sản phẩm của chúng tôi. Hiện nay có rất nhiều các sản phẩm tăng cường sinh lý nam xuất hiện trên thị trường. Người tiêu dùng nên tìm hiểu rõ những nguồn gốc xuất xứ, đi khám bác sĩ để tư vấn những phương pháp, sản phẩm điều trị phù hợp, từ đó đảm bảo chất lượng cuộc sống sinh lý cũng như sức khỏe tốt hơn.
Từ đó người tiêu dùng sẽ tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, đảm bảo nguồn gốc an toàn khi sử dụng. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.